một tòa nhà văn phòng mặt phố giá tốt nằm ở trung tâm quận Đống Đa, khu vực sát Hồ Hoàng Cầu, quận Ủy Đống Đa. Quý vị nào đang cần tìm kiếm một sản phẩm đẹp mặt phố có sẵn tòa 8 tầng, thang máy, dòng tiền cho thuê cao để kinh doanh hay tích sản thì hãy tham khảo ngay thông tin này. Tòa nhà với diện tích 80 m2 xây dựng 8 tầng, có vỉa hè rộng 5 m ở con phố Trần Quang Diệu, kinh doanh ngân hàng, dịch vụ và văn phòng cao cấp rất là nhiều. Tòa nhà này vận hành thì cho thuê dòng tiền lên đến 100 triệu một tháng, thiết kế thông sàn, cầu thang máy và thang bộ ở cuối nhà, có gara chứa ô tô và chứa được rất nhiều xe máy. Hiện tại các sản phẩm mặt phố có thông số đẹp, tài chính vừa phải, kinh doanh sầm uất có thang máy 8 tầng như thế này thì thực sự rất là hiếm ở trung tâm Hà Nội. Quý vị quan tâm hãy liên hệ em Ngọc Anh ngay để hỗ trợ thông tin, xem nhà và tham khảo một số tòa nhà mặt phố khác. Ngọc Anh chuyên bán sản phẩm mặt phố đẹp giá tốt ở quân trung tâm Hà Nội, kể cả lõi khu vực Hai Bà Trưng, lõi Hoàn Kiếm hay phố cổ. Quý vị cần tìm sản phẩm mặt phố nhu cầu cụ thể thế nào, hãy nhắc máy gọi điện ngay cho em Ngọc Anh để Ngọc Anh có thể giúp quý vị tham khảo và xem tìm mua được những sản phẩm phù hợp giá tốt quý vị nhé ngoài ra ngọc anh còn nhận ký gửi mua bán bất động sản tại hà nội quý vị nào có đất có nhà cần thanh khoản thì hãy liên hệ ngọc anh nhé ngọc anh chuyên bất động sản giá tốt hà nội cảm ơn quý vị